Xin chào các em, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng hình học mà nha các em. Phần này khá quan trọng, nó thường xuất hiện trong bài thi cho các em. Vậy thì em quan sát vào đây. Các em quan sát vào đề ha. Đề cho nè, cho tam giác BC vuông tại A, đường cao AH, đường phân giác AD nha. AD là phân giác của góc A, cắt BC tại đây. Trước tiên tôi vẽ hình trước cho các em. Em quan sát nè, nhớ nè, khi vẽ hình nên vẽ tam giác vuông nằm nha các em. Đó, vậy nè, vẽ lớn hình một chút xíu, đừng có vẽ nhỏ quá. Nó vuông tại A nè, ABC nha. Đường cao AH, vẽ đường cao nè. Đường phân giác AD, nhớ nè, AD là phân giác của góc A ha. Để tôi nói cho. Vậy thì muốn vẽ phân giác tốt nhất thì đặt thước tọa độ vô đây, đo cái góc A là 45 chia đôi ra này cho tôi nè, 45 độ này, đây chính là đường phân giác ha. Và anh để ý là tôi đâu có đo đâu, đúng không? Tôi vẽ một đây, tôi vẽ một cái hình vuông, tôi vẽ một cái hình vuông nha, chính là thông đường nha. Rồi tôi nối vô, nhớ hình vuông các đường chéo đều là phân giác của một góc hết. Cái tôi nối hai cái đường chéo này này lập tức đó là phân giác, tôi không cần đo nha. Phân giác thì lập tức cái góc bên này nè và góc bên này, cái phía trong này nha. Rồi giờ câu A thì ta yêu cầu tính tỷ số diện tích, yêu cầu là tính tỷ số diện tích của tam giác ABD trên tỷ số diện tích của tam giác ADC. Đó. Thông thường tỷ số diện tích của tam giác thì nhớ đến cái điều rất là hay nè. Thông thường sau này bài tập sẽ áp dụng nhiều á, nhưng mà đối với bài này không phải vậy nha. Thông thường nghĩ đến tỷ số diện tích thì em nhớ là nếu hai tam giác đồng dạng, nhớ nha, nếu hai tam giác đồng dạng thì tỷ số diện tích bằng bình phương tỷ số đồng dạng. Thông thường là nghĩ vậy, nhưng mà bài này không thể. Vì sao? Nhìn vô tam giác ABD nè, ABD là tam giác nhọn, còn ADC là tam giác tù, quy tắc đồng dạng là tam giác nhọn với tam giác nhọn, tam giác tù với tam giác tù, hoặc là tam giác vuông với tam giác gì, vuông với khả năng đồng dạng. Còn tam giác ABD là tam giác nhọn, ADC là tam giác tù, vậy tuyệt đối hai tam giác này không có đồng dạng. Mà hai tam giác này không đồng dạng thì không có sao em, không có bình phương tỷ số đồng dạng nữa, vậy không thể nào cái đó được. Vậy thì còn một cái cách nữa nè, tính luôn trực tiếp diện tích tam giác này nha. Diện tích tam giác ABD bằng cái gì? Em học về quy tắc này, ở học kỳ một mình đã học rồi đó. Diện tích tam giác thì bằng luôn luôn bằng 1/2 chiều cao. Tam giác AB thì chiều cao là AH. Đấy nó là gì? BD. Là 1/2 AH nhân BD. Rồi, diện tích tam giác vuông ADC. Diện tích tam giác ADC các em, phải tam giác vuông, tam giác tù nha. Tam giác tù này. Đây. Chiều cao của nó vẫn là AH thôi, nhưng mà đáy của nó là từ đây đến đây thôi, là DC thôi. Nha. Vậy thì bằng 1/2 gì H nhân đáy của nó là DC. Em nhìn nè, H làm gì có mà làm, đúng không? Em nhìn đây, hai này giống nhau đơn giản, 1/2 đơn giản 1/2 hết, AH đơn giản AH hết, còn BD trên DC. BD bằng mấy? Có không? DC bằng mấy có không? Câu mấy câu sau mới tính đó, nhưng mà vẫn làm được. Khi em đọc bài lên đấy, bài ngoài tất này đâu đấy phải nhớ này, cho phân giác này trong đầu phải soạn sẵn không? Nhớ cái gì? Tính chất được phân giác trong tam giác, em nhớ không? Phân giác này của một góc này trong tam giác này chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng, và đề bài người ta cho là AB bằng 5, AC bằng 12 anh em biết em học rồi. Trong một tam giác này, tia phân giác của một góc là đúng không? Tia phân giác của một góc trong tam giác này chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng, là đoạn này chia đoạn này, là BD chia DC, tỷ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn thẳng đó. BD kề với cạnh nào? Nhớ không? AB. DC kề với cạnh nào? AC. Vậy thì mình thay vô bằng AB trên gì? AC. Vậy thì nó bằng bao nhiêu em? Bằng bao nhiêu? 5/10. Thay vô 5/12. Đây chính là tỷ số diện tích của nó.
là thêm từ này vào các bạn. Từ đây ra đây nè, dùng gì em? Đỉnh chân, bàn giang, cầm bàn giang, nhắc các em. Đến câu B nha các em. Câu B người ta yêu cầu nè, tính BC, BD và DC nha. BC chắc anh là dễ thôi, tam giác vuông mà có hai cạnh nó vuông nè, dùng định lý Pythagore thì ba cạnh huyền nha. Quên áp dụng định lý Pythagore, định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC. Em học rồi, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh nó vuông, vậy thì bằng 5 bình cộng 12 bình à, bằng 169. Sau đó em bỏ bình phương đi, em lấy căn 169 lên, các em tính được đáp số bằng 13 cm, đúng không? Giờ người ta yêu cầu tính nè, BD và DC. Đây, BD và DC liên quan đến tính chất được phân giải. Nhớ nè, tính cạnh thì trong đầu các em lúc nào tôi muốn nhắc các em nè, tính cạnh là đầu tiên là định lý Pythagore. Định lý Pythagore không được, nhớ đến gì? Định lý Thales, hệ quả Thales. Mà muốn dùng định lý Thales, hệ quả Thales phải điều kiện phải có sóng, xong. Mà này không có sóng xong, rồi. Không được nữa, nhớ đến tính chất được phân giác. Nha, tính chất phân giác trong tam giác. Không được nữa là gì? Dạng cuối cùng là thông qua hai tam giác đồng dạng, làm tỷ số. Đúng không? Đó. Vậy thì ở đây BD và DC này, đây nè, liên quan đến AD là phân giác nè, chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng là BD trên DC nè, bằng AB trên AC. Mình dùng tính chất đường phân giác để mình xử lý nha. Vậy thì ở đây ghi như nào, số hàng áp dụng tính chất, tính chất đường phân giác nha trong tam giác ABC. Mình học nè, tính chất đường phân giác là gì? Đều phân giác nè, một góc này chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng là BD trên DC bằng AB trên AC. Này giống như chỗ này nè, thấy không? Bằng AB trên AC bằng 5/12 các em. Thấy chưa? Có rất nhiều em tới đây nè, chết rồi, tới đây em hết đường em dạy rồi. Rồi để nha, ai mà chưa nhớ thì cố gắng nhớ ha. Ở đây tôi sẽ trình bày cho em hai cách. Cách thứ nhất tôi làm theo chương trình lớp 7 nha. Tôi thì thích làm cách lớp 7 hơn, nó nhanh hơn nha. Cách thứ hai là kiểu lớp 8. Rồi em nhìn đây, nhìn lên bạn. Tôi biết này nè, bên đây tôi biết này. Các em để ý nghe đi. Đây nè, tôi chuyển DC lên, tôi kéo nằm hướng chia nè, chuyển lên là nhân nè, nhân 5 chuyển qua đây chia 5, tôi kéo nằm xuống, tôi thấy DC lên. Đây là 12. Sau đó tôi dùng tính chất giá trị số bằng nhau, BD cộng DC. Trên cộng thì dễ gì? Dễ cộng, trong chương trình đã bài học rồi, đúng không? 5 cộng trừ 12. Mà BD cộng DC, nhìn đây, BD cộng DC có phải ra BC không? Mà BC tính được 13 phần 17. Vậy thì số hàng BD trên 5 bằng 13/17 nè, BD trên 5 bằng đó, suy ra BD bằng, quá đơn giản, chia 5 chuyển lên là nhân 5, có nghĩa là 13/17 nhân cho 5, đây là 5 nè, 65/17 cm. Một cái tiếp tục tôi tìm ra DC nè, DC trên 12 bằng 13/17, suy ra DC bằng 13/17 nhân cho 12 bằng 156/17 sang đây này, giải quyết được BD và DC. Rồi các em trình bày cách thứ nhất. Cách hai mình sẽ liên quan đến giống như là quy đồng cửa mẫu vậy các em. Nhìn nha, BD được biết này, em thấy DC không? Nè, BC hôm nay các em tính là được bằng 13. Em lấy 13, em trừ đi BD, có phải nói là DC không? Nhìn bạn các em,
DC bằng BC trừ đi BD. Có nghĩa là bằng 13 trừ đi BD bằng 5/12. Quy đồng cử mẫu. Mẫu thức chung là 12 nhân cho 13 trừ BD đó các em. Học chưa? Học quy đồng cử mẫu chưa? Rồi nhìn con này giải có thành công không nha, nhìn coi. Cầm cái này, chia cho cái này, còn gì? 12 nhân lên 12 BD. Cầm cái này, chia này, mất 12 đi, còn 13 trừ BD lên. Nhân vô nè, 65 nhân vô trừ 5 BD. Vậy thì tương đương nè, trừ 5 chuyển qua là gì? Cộng 5, 12 mà cộng 5 thì bằng 17 BD bằng 65. Tương đương BD bằng nhân 17 chuyển qua là chia 17, 65/17. Có phải tìm ra BD không? Rồi DC nè. À, DC có gì đâu em. Em muốn tìm DC rất đơn giản. DC lấy 13 trừ đi 13 trừ đi 65/17. Quy đồng lên, cái là 17 rồi. Đâu, lấy 13 nhân 17 trừ đi 65 bằng 156/17. Nha các em. Rồi, các em trình bày vào. Câu C nha các em. Câu C người ta yêu cầu em hãy chứng minh AB bình bằng BH nhân BC. Em nhớ đây là tích tụ giải đoạn thẳng bằng nhau. Em nhớ thông qua hai tam giác động. Dạ. Tam giác gì? Đoán rồi. Nhìn vô đâu để xét? Nhìn vô ngay cái đề người ta để đoán tam giác đồng dạng, và nhìn vô cái đề để tính lập tỷ lệ luôn. Cái quan trọng nhất là chỗ này. Ý nha. Em phải định ra là AB bình chính là AB nhân AB thì mới có tạo thành AB bình phương rồi. Đúng không? Này tôi viết nhát thôi cho coi thôi nha. Do vậy xét tam giác là đồng dạng với nó nè. Tam giác AB bay qua đây. AB có chữ B đừng ghi nữa, ABH. Là cái tam giác vuông này nè. Thấy chưa? Nhìn vô cái đề để đoán tam giác nha các em. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục tam giác tiếp theo nè. Bay qua đây. ABC. ABC là tam giác vuông lớn đúng không? Với tam giác vuông nhỏ này nè. Mà mình học rồi. Hai tam giác vuông mà muốn đồng dạng chỉ cần một góc nhọn bằng nhau thôi lập tức đồng dạng. Quá dễ đúng không? Tam giác vuông màu đen này có góc nhọn B. Tam giác vuông lớn này cũng có góc nhọn gì? B. Có phải chung B là góc nhọn không? Vậy lập tức hai tam giác này đồng dạng. Nha. Vậy thì các em ghi vô. Câu trình bày cái này nha. Xét tam giác vuông. Các em nghe nè. Các em khi xếp hai tam giác, xếp hai tam giác đồng dạng thì em phải xếp đúng tỷ lệ góc. Em xếp sai là em sai liền. Nha. Còn có thể dụ em nào, ví dụ là em xếp đại là tam giác ABH cũng được, rồi em phải sắp xếp lại. Nhưng mà ABH là tam giác vuông này đúng không? Đó là nhọn vuông, nhưng mà tôi khuyên các em nên xếp như vậy nè. Vuông trước cho nó khỏi lộn. Đọc vuông trước đi. Đáng này là ABH, giờ mình đọc là HBA được không? Nha. Đó. Còn tùy các em, không sao hết, em đọc khác câu cũng được đó. Nhưng mà xếp đúng tỷ lệ. HBA. Đó là ABH đó. Và tam giác ABC xếp nó đúng tỷ lệ này. Bên này vuông trước, A vuông thì tam giác lớn này cũng phải vuông trước. Đúng rồi, A. Rồi, A rồi đến gì? Vuông nhọn nhỏ. Cái này vuông nhọn nhỏ. Chung góc B mà, đúng không? Với ABC. Bây giờ, có B là góc nhọn chung. Đó. Ở bài tập rèn kỹ năng tôi đã nói rất nhiều cái này rồi. HBA đồng dạng với tam giác vuông ABC. Trường hợp góc nha. Rồi tôi lập tỷ lệ ra. Ta có tỷ lệ. Nhìn như thế này đó. Nhìn nè. AB. Đúng không? À tôi biết AB đây. AB thì trên tương ứng là BC. Nhìn như thế này đó. AB biết rồi đúng không? Rồi nhìn sang bên này, BC biết rồi, còn chữ BH. Biết chữ BH nè. BH nè, BH. Bên này nè, BA chính là AB. Vậy nhân chéo lên nè. Đó, chia chuyển lên nhân AB nhân AB biến thành AB bình. Nhân chéo lên bằng BH.
dành cho basic. Nhắc kẹp. À, câu D người ta yêu cầu tính BH, CH, AH và tính luôn cả AD luôn nha. Tính hồi ấy các cạnh á. Vậy thì tôi giải quyết vấn đề nè. Nhìn đây nha. Tính BH đúng không? Nhìn đây. AB mình có rồi nè. AB có rồi nè. AC có, BC có rồi nè. Đúng không? Rồi, tìm được BH. Dùng ngay câu C mình ứng dụng này nè. Ha. Ta có AB bình bằng BH nhân BC. Vì đâu? Chứng minh trên. Mình thay vào AB 5 bình bằng BH nhân cho BC. Và BC nó mấy nè? 13, đúng không? Rồi, vậy thì tương đương BH bằng 25 phần 13 cm. Có BH rồi, tính CH nhẹ nhàng. CH thì em lấy cạnh dài đó, là BC trừ đi BH là mấy? Lấy 13 trừ đi bao nhiêu? BH 25 phần 13. Cái này là nhân chéo này là 169 nè. Rút gọn đi các em. Em tính là được 144 phần 13 đơn vị nha, cm nha các em. Đó, em tìm được CH rồi đó. Giờ sao tính AH đây? Giờ BH mới tính ra nè. BH là 25 phần 13. Từ đây đây là 25 phần 13 nè. Đó, là từ đây đến đây nè. Đây là 25 phần 13 nha. Rồi, giờ tính AH. Tính được không? Đó. Định lý video em vô này nè. Là tôi tìm AH là gì? Đúng không? Đó. Hoặc định lý video trong đám vuông AHC cũng được, tại vì mình có CH rồi nè. Đó. Rồi, vậy thì trình bày tiếp theo. Có CH rồi, đúng chưa? À, có BH, có AH rồi. Giờ tôi sẽ tìm AH nha. Tôi trình bày chỗ này đi. Đúng. Tôi sẽ áp dụng định lý video trong đám vuông luôn ha. Vitago trong tam giác vuông ABH. Rồi, em học rồi. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh nó vuông. Vậy thì bình phương cạnh nó vuông bằng bình phương cạnh huyền lấy 5 bình trừ đi bình phương cạnh nó vuông là 25 phần 13 bình. Em dùng máy tính đến luôn. Rồi, em tính được 21,3017 gì đó nha. 30 nha. Thế tròn luôn là 3 luôn đi. Xem rồi. Rồi, sau đó em bỏ bình phương đi. Em lấy căn nó lên. 21,3 đô. Thế em được đáp số bằng 4,61. 615 gì đó nha. Xem rồi, tìm được AH rồi. Nha. Giờ vấn đề đây là tìm AD nè các em. Tôi xóa chỗ này nha. Coi làm sao tìm được AD chỗ này nè, thấy hay nè. Nhìn nha, tôi hướng dẫn các em tìm AD nè. Em có AH chưa? AH em có rồi đúng không? AH của em đây nè. 4,615. Thấy chưa? Làm sao tìm được AD? Nhìn vô đi. Em nhìn ở đây là em sẽ làm được nè. Thấy là giác vuông này không? Thấy là giác vuông này đâu? Em muốn tìm được AD. Em có AH chưa? Em muốn tìm AD em phải tìm được gì? HD. Dùng video gọi ra liền, đúng không? Tìm HD tìm được không? Lấy BD trừ đi BH thì có phải lòi ra HD không? Có HD, dùng Pythagore tìm ra A gì? Hiểu ý tôi nói không? Vậy thì em nhớ nè, em muốn tìm AD, em dùng định lý Pythagore vuông màu đen này mà trong vuông màu đen này có bối cảnh AH thôi. Có HD chưa? Chưa. Vậy tìm HD được không? Lấy BD từ đây đến đây nè. Trừ đi BH, có phải tìm được HD không? Có AD, nó cứ tìm được AD nha. Vậy thì trình bày cho chỗ hàng, ý đầu tiên HD bằng
BD trừ BA. Nghe em tính đi. Lấy 65 phần 10, hôm nay các em, mười mấy em, 17 phần các em. 65 phần 17 chứ, đúng không? Lấy 65 phần 17 trừ đi 25 phần 13 nha. Các em tính ra được số, số thập phân luôn nha. Đọc là 1,9 luôn. 1,9 cm. Rồi, có HD là 1,9 rồi nè. Rồi tới đây tôi sẽ áp dụng định lý Pythagore. Trong tam giác vuông tên là AHD, mà AD đóng vai trò là cạnh huyền, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh nó vuông bằng 4,615 bình cộng cho 1,9 bình phương. Em tính đi. Các em được đáp số nè. 24,9 nha. 24,908 gì đó nha. Đó, 08 có thể lấy tròn lên là 1 cũng được. Em để 08 luôn cũng được chẳng sao. Sao đi lên. Rồi bỏ bình phương lấy căn lên. 24,908. Nha. Em căn lên. Các em được đáp số bằng 4,99, gần bằng 5 nha. Nha. Sang đây mấy. Tìm được AD. Nha các em. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha. Like share để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.